Nghe nói gì chất giờ ỉ không biết luôn hả? Không, đãi quá trời luôn, không hay. Không hay luôn hả? Đãi luôn. Là ý là nước, có nước dính vô người mới biết, còn không nước là không biết luôn hả? Đam mê người biết gì? Đam mê hả? Hello, còn xin chào mọi người nha. Hôm nay còn với dì Sưng. Sưng cũng là má chồng của dì Chức, dì Danh là má chồng của dì Chức. Hôm nay dì Sưng sẽ vô thăm dì Chức. Đó, trong đó là có dì Sưng sẽ mua bánh để vô cho dì Chức ăn tối. Mua bánh nào mà không có đường. À, mua bánh sandwich cho dì Chức. Đó, má chồng mua bánh rồi đem vô Chức để Chức ăn đêm. Có đói bụng hay là ăn sáng cũng được, hay là lúc nào đói cũng ăn được. Chứ giờ dì Chức nghe gà nói là dì Chức hay mò vô căng tin đó để Chức kiếm này kiếm kia ăn. Chức mà có tiền này Chức mò xuống căng tin tự đi một mình luôn, rồi xuống dưới ăn gì ăn. Đó, trước khi đi Sơn cũng chưa còn ghé qua đây trước để mua bánh cho dì Chức xong rồi mới đi nha cả nhà. Đó, đây là đường Nguyễn Trãi, cũng sát bên bệnh viện Nguyễn Trãi luôn nha cả nhà. Đi vài bước nữa là tới rồi. Bây giờ còn dì Sưng cũng vô cái bệnh viện rồi nha cả nhà. Đó, nãy còn cũng có nghe tin dầu nói là hôm nay dì Chức là cũng tình hình sức khỏe dì Chức là kiểu là đi cầu đi đá hay đi vệ sinh đó, mà dì Chức không biết luôn á. Kiểu là dì Chức giờ không còn cảm giác là đi vệ sinh luôn á. Để còn vô hỏi thăm Chức xem Chức ổn ổn không nha cả nhà. Đó, dì Chức nằm một mình trong đây nha, bây giờ vừa là chấn động luôn á dì Chức. Ghê, đánh gì ai ăn gì Chức? Nè, hỏi bà, ăn đây nè. Thôi ăn rồi. Dạ. Chức ăn gì? Dạ, mua bánh cho quá trời kìa. Cô mua bánh cho cổ không cô? Không, của con gì? Bà xin lấy con cành nước cũng rồi. Nè, mua bánh quá trời nè, ăn bánh đi, đừng có nóng nữa. Bánh mà cứ giận lại sao? Không biết là tôi mua ABC không? Giận là hư thận đó gì Chức. Đừng có giận nữa, mà phải nóng được rồi, đừng có giận. À đúng rồi, để qua ngày là móc quá nha. Nó bị đen á. À đúng rồi. Lát qua thăm gì cầm để cầm một bịch đó. À hai bữa cho cha bằng mang lên trong bịch ăn. À đúng rồi. Trong đây cũng lời mở màn. Rồi đưa gì kìa. Đó đưa cho mỗi con, mỗi đứa con dâu á, mỗi người một bịch đi với một cái phô mai đi. Dân. Không, cô nghe là con đem đi về đi. Dạ dạ, tại cũng có một người bên kia cũng bệnh, nát qua bên kia thăm luôn. Cảm ơn nha chị. Để sát vô, để nắp gia đình quá, mà ngày khác đi. Dựng hai chai nước suối cùng trời. Vụ lấy chai cũng cùng với mắt dại vậy. Trời ơi, ghê vậy, chứ không bính lại không? Không bính lại, bính sập luôn á. Bính sập luôn hả? Ôi. Anh này can này, cậu nghiệp ảnh gặp tao, cậu kêu đừng can. Để cô đập. Trời ơi, sung quá vậy. Bà này cũng vô viện, đã cả đau mấy ngày. Bà vô là hôm giờ đó có bớt đau rồi. Cái này vô cho bà nha. Lụm tôi lên. Tả không? Ờ, lụm tả lên coi. Cái này xài chưa? Chưa má, quýnh dạ. Văn tầm lâm hết á. Con cũng xài rồi chứ. Bà tước, xài đi mua quần. Gì chứ? Tao nó mua tới giờ này nè. Mua hai bộ đồ, 201. Hương Trần cho 500, xài đi mua đó. Xài. Ủa sao này chứ? Cái vô này cho bà tôi lấy thêm nước nóng cho bà. Để dành chó bà khỏi đi nữa. Mở chai dưới kìa, mở mua kìa. Để chai lên tụi tôi. Đẹp lát mà đủ cho biết. Khỏi ăn. Thôi đừng có nóng gì chất ơi. Bệnh đó. Thường lên 500 mấy không. Bà ăn cơm, đừng ăn cơm. Thôi kìa chứ đừng có ăn đồ ngọt, mày chứ cứ ăn hoài. Đã nói không có ăn ngọt. Đừng ăn cơm nữa, bây giờ không có giòn nhò. Cho nho hả? Không. Tại vì nho nó cho ăn bằng quý vô cũng cho ăn. Chứ ăn ngổi đi, ăn ngổi được, ngổi không có ngọt đó, ngổi. Ờ mà quên chứ đâu có gan đâu. Ép mà uống được ngổi được, một mẹ bỏ cho bả cái ngổi nó chị tim. Ép. Đã vậy ngổi quay mày đừng lên. Mấy mốt bà về bà nhắn nó tù. Nói bà chứ bà kêu mày bà cũng đồng ý mà lên quay đâu bà cũng lộn với mồm. Con bay bay ở đây nè. Đó Chức rất là hung dữ nha, Chức đánh sau đánh hết mấy cái giường này đi hết luôn nha cả nhà. Không còn giường nào ở đây luôn, có mình Chức bá chủ đây. Có nay là ngủ có la lớn không, có nay có mình ngủ. Không, bớt rồi mà la gì. Không mặc cả không, không mặc cả. Không, không mặc cả thì không quá trời. Bây giờ không mặc cả là đỡ có mẹ sao. Ủa nghe nói gì Chức giờ ỉ không biết luôn hả?
đãi quá trời luôn, không hay. Không hay luôn hả? Đãi luôn. Là ý là nước, có nước dính vô người mới biết, còn không nước là không biết luôn hả? Đam mê mà biết gì. Đam mê hả? Ăn xong cái nó muốn mét tới Nguyễn, Nguyễn gọi qua. Nó nói con nhà chó. Tại đây. Tối kêu cụ đồng mất dấu. Nó la mà ai cũng nghe á, bà coi mắt dại không? Nó quê không chứ? Gì? Nó quê không? Quê gì? La nó vậy còn chưa biết mắc cỡ nữa. Thôi kệ đi, ảnh nói giờ ảnh cũng vậy, ảnh giỡn gì chứ mẹ. Ung cục rồi nè, biết chọi gì mà ung đau quá. Trời. Đó gì chứ, ác chiến với gì muôn, trời ơi, đúng rồi. Đang bệnh mà đang khỏi, đang thân, mà giận lên cho nó mệt thì chết. Chết rồi, con nó vô giống là má lắm má. Còn gì chứ? Kêu cái gì mà bơm cho tôi á. Làm tôi làm sao làm vớt cuốc dưới đây luôn. Vớt cái ống cuốc đây nè. Đâu có lấy được đâu, vớt dưới đây. Lấy cho. Cái ống chai dạ. Lấy chưa, lấy chưa? Chứ, con nhìn thấy dưới đâu có đâu. Con nhìn dưới đâu có gớt gì đâu. À, có một cái ống nhỏ nhỏ đúng không? À, đúng rồi, đâu đó. Để... Lên chợ mượn cái máy đi cho Tết còn. Mượn ai? Cho mượn máy vậy nè, cái máy. Nè, cái máy nè. Đậu, quậy, cái đó là đậu vô. Đưa chân. Ui, chứ giờ bị gì mà phải mượn máy? Hả? Trời ơi, máy mới bơm cái đó, đậu cái này là gì? Bơm, kẹt, ống kẹt. Nó dặn mấy giờ mà bơm hoài vậy? Bơm bây giờ nè. Bây giờ mất đáy là hát không? Vớt rồi tàu. Ghe nằm trên em. Mất đáy rồi mặt cả đi chết ơi. Chứ mở rộng đi. Mất đáy cực quá. Sắp đi, sắp tôi đi tiểu rồi. Ông cũng chức. Đúng rồi đâu. Chỉ là, đó. Hôm nay chức bận đồ xì tai mới nha. Anh Tony luôn nha. Tony trước không ăn Tony sau nha cả nhà. Đó, đây là cần sẽ review một chút nha. Đây là cháo ghi chức nha cả nhà. Đó, cháo này không biết cháo gì ta. Mà màu xanh lá cây chắc rau củ này nè, rau củ nè. Còn đây là cái hàm răng của y chức nha cả nhà. Đó, hàm răng này trưng bày nha cả nhà, được để trong một cái hộp. Đó là có sari nữa, là có sữa Vinamilk nè, có nước suối nè. Ồ này này chạy cái này dung dịch súc miệng nè, cái này chức chơi dung dịch súc miệng luôn ghê không cả nhà. Đó, trong đây là có bánh nè, để còn mở trong đây ra coi có gì. Đây là có muỗng nè, có bột bắp nè, có bánh ép sơi nè, có dầu nè cả nhà. Đó, ngoài đây có bòn bon nè, gì nhất ăn quá trời luôn bệnh. Ủa, còn cái này là gì đây ta? Rồi cái này là có trà bông luôn nha, ngon ha. Ừ, chức nhúc nhiều. Đưa cái xuống chức. Không, không có sao hết á. Từ từ nó khô, bên gì cầm thấy cũng vậy mà. Chạy không? Chạy chưa? Ở nhiễu rồi, nhiễu rồi. Đâm lên là máu vậy á. Tại trước cái nhúc nhúc nhích cây kim á, nó đâm vô sâu hơn, nó sẽ chạy máu. Nhưng mà giờ sức khỏe của gì chức có bị mệt nữa không hay là... Không, đừng mình... lên 500 mấy không nè. Nói chung á, giờ nếu không mệt mình chức thôi. Nó mới vô nước này tao nhiều đó. Nên gì chức đừng có ăn mấy đồ ngọt nữa, từ đây sắp tới về nhà cũng đừng có ăn nữa. Ăn đồ mặn thôi được rồi, đừng ăn đồ ngọt nữa. Nóng không, tao giam nhiều là bắt không lên cũng nóng. Bốt về cũng nóng. Bốt về căn sầu riêng không? Mày tối ngày sầu riêng hoài. Sầu riêng con giả cho thấy mẹ nó ăn riêng. Ở chiều làm gì đây gây lộn một sầm vậy? Trời ơi, gia đình mình sao chịu chửi vậy? Con cá nuôi chứ giờ nghĩ gia đình gì chứ còn ai nuôi chứ không? Thôi hỏi má. Ôi chứ không ai nuôi chứ ai? Không hỏi, hồi đó cái mạnh minh kia hỏi là chân không ai nuôi luôn. Mình tao à. Tại giờ khỏi ai nuôi luôn đúng không? Không ai nuôi, lúc này bà bệnh nặng chứ không phải là bà bệnh nhẹ.
đó chất nhìn gì chất cái bụng là gấp 3 lần con luôn, cái bụng con này chất bụng bự gấp 3 lần á. Bà đã mệt rồi. Bà gái bà không hay. Bà có chừng có nào có bầu không ta? Có hả? Nghe nãy giờ mà. Cái bệnh nặng rồi, bây giờ đái không biết, tiểu cũng không biết. Ý, ơi có nào chích vô xì không? Bữa vô nhiều thuốc quá má ơi. Má ăn vô nước biển quá trời với phút nhất rồi phút gì đó cho khỏe nữa đó, hỏi bà để tới giờ này đồ tôi hả, tôi giặt đây nó cho trợ da máu với đầy nè. Đúng rồi, đúng rồi, tay chứ gì sao giặt đồ được. Giặt đồ chỉ tước mấy ngày là con biết ăn gửi với đồ chừng đó đó. Không muốn đi tước thôi. À, bị khùng hả? Cho tự nhiên sáng mày uống nó uống sữa rồi mày ăn bữa là sao bị khùng hả? Người ta ăn cơm, người ta ăn cơm xong rồi mới ăn bữa cho nó dễ tiêu. Nho thì nấu tràn. Đúng rồi. Nó đem gì hết với ngừng. Bên anh hỏi cũng... bà giặt đồ giặt lâu lắm, có quần không có áo đó. Giống như có áo không có quần. Đem đồ vô đem kỳ coi, còn mình kêu nó đi về luôn. Nãy gì không đừng cho đạp lên vậy. Sáng ra chợ mua hai cái này 50. Mặt nó đã. Ui chứ tự đi á. Nó mua, đợt trước tao mua. Chợ qua bình thường nó đi làm từ chứ. Chứ phải giờ sao kêu nó mua. Một lần thương nó lên đá nó đi mua. Cha ba ngày nay vô tôi rồi. Ủa anh Tuấn Nguyễn nay có vô thăm chứ không? Ba nhà nay giờ hôm nay đi làm. À, con chị Thư là bữa nay có vô không? Làm siêu thị. À, chị Thư đi làm hả? Ừ. Còn chứ có định đi làm không? Có, mời làm. Rồi, mai con đem cái số vô con bán vòng vòng bệnh viện nha. Giờ cho chức vô đây bán vòng vòng bệnh viện nè, đi vòng vòng nè. Cầm cái bệnh đi. Bắt mày. Gì? Bắt mày. Sao bắt con? Chùa này đóng cửa hoài chân. Có mở mà. Ý là chùa nó không chứng gì chứ, nên chùa đóng cửa rồi chứ. Có mở. Có mở. Ở đây là khu mặt quy chức bệnh nha. Tôi chứng gì vô, tôi là 6 bà 7 còn vô luôn. Đó, chứ. Có vô chùa đó thờ cái gì vậy? Phật bà. Rồi, gì cầm gọi hả chứ? Cái gì hả? Thôi gì cầm gọi hả? Tiền. Có. Nhiều. Mà giờ kêu chức xuống ngân hàng lấy rồi. Dạ mà đi dạ. Ủa, đi vô bệnh viện mà chữa thời nghiệp đó. Trời á, biến ơi, không có tiền, không có cho quay, biến mẹ mà đi. Còn không thích gì chức nói câu đó, nói nữa đi chức. Không, biến nói, đi. Nói nữa đi. À, với ai lên đây học tôi nè. Nói bà Hiển Vũ cho tầm 100 đô. Với có không, giờ chỉ bà mà cỡ 100 đô. Có, không có, có lên clip. Tại trời ơi, bên gì chức người ta cho, bên gì cầm cái cho quá trời luôn á, bắt mấy người cho luôn 100 đô. Ờ. Cái gì nữa? Chặt nó cho giả. Mời ngày diễn gà béo vô nha. Mà lấy cây cờ giấy á. Bên kia bên Mạnh Thường Quân bên con cho cầm 300 đô mà con. Okay, con cừ cừ con lãnh nó cây cầm ngoan. Còn chức cứ la hoài, mình phải ngoan ngoãn mình. Mẹ nha. Mình hết bệnh đi rồi mình ra phải lãnh. Đuổi đi. Nó chưa có người cho tiền chức nè. Nhiều. Ngồi dậy đi chứ. Đau nhúng ngồi. Ngồi khỏi đi không ngồi thôi. Đây 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 đây. Không có đâu đồng này ra tới đồng bệnh nha. Ngồi dậy. Rồi. Ngồi dậy mà con quay tiếp này chứ. Đó mà. Phải không? Có máu có tiền. Đúng rồi, có máu là có tiền. Có máu có tiền rồi đó. À. Rồi. Rồi sao vậy chứ? Đâu bóp đâu rồi. Bóp đâu đem bóp theo. Đi đi, đi về. Đó thì chức đi đâu đi chứ không quên tiền mày, chức đem tiền nhờ cầm tiền nhiều quá anh chị. Móc chợ ngày chức. Chứ giờ bệnh. Xuống ăn cơm không mà chết luôn á chứ. Ủa cô gì này hay đi xuống ở dưới căn kia nữa. Gì gì này á. Xuống dưới ăn hủ tiếu ăn. À, có gì cô thông cảm nha, gì này thấy lớn tuổi mà dữ lắm. Ủa năm nay con nhiêu tuổi rồi? Con nhiêu tuổi rồi? À. 19 tuổi mà. À, cô lớn hơn cô này 8 tuổi, 6 tuổi mà thì. Tôi 19 tuổi rồi mẹ ơi.
không sống tám, không thấy người ta lớn, cô này lớn chức có 8 tuổi, thấy người ta 6 tuổi nó hiền không, còn gì chức làm gì mà dữ quá vậy. Mão này nha, không dám hoài mão bây giờ. Mão nha, có máu là có tiền gì chứ ơi, vô rồi có máu. Nốt da đi. Máu nhiều lên chứ. Càng máu càng nhiều là càng nhiều tiền. Nốt da. Da máu nó gì chứ. Câu giờ mày quay đúng. Ủa mấy nay gì chứ còn la không cô? Ngoan rồi. Ngoan hả? Nè mốt gì chứ mà la cầm cái này dến hẳn luôn cô ơi. Vì chức là bây giờ là gọi là lành ít mà giữ nhiều lắm. Ôi cô này phải sợ vì chức luôn nha. Đó bảo bính cô chết nha. Giang hồ khứ dữ hồi kỹ đó cô. Một thời xông pha tranh chiến rồi giờ cái chân ghẻ không à. Không phải ghẻ không sợ. Bao ăn mì nọ, Hoành Thánh này nọ. Trời ơi bà thấy nó mua đồ ăn tới tè bà hỏi tới tấu tới chiều. Alo em nghe nè chị. Dạ em sắp nhận, em nhận được rồi chị. Dạ gửi cho ai chị? Gửi cho dì chức hay dì cầm? À dì cầm á. Rồi. Em rồi. Cảm ơn nha chị. Dạ tao quýnh mày giống con chị đó. Đi chưa? Em cảm ơn chị nha. Ủa không có dì chức hả chị? Dạo này thôi gì để gì chức ra viện đi tính tiếp nha chị. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi xui cho gì chức luôn cả, gọi lại con bằng cách cho tiền gì cầm luôn. Chức đang cay đắng. Cô có tối cô dùm cái túi giải dùm. Không có tiền đâu, trong túi tiền. Còn không còn dễ không còn. Vì chứ không mua con bạc, con mua lại cái vỏ năm xị bán không? Không còn tiền con mua lại năm xị. Cô ta 1 triệu mua 5 triệu. Vì xưng hỏi còn tiền không? Không còn tiền mà chứ. Giờ con mua lại 1 triệu luôn chơi không? Vì chứ nói 1 triệu con mua lại 1 triệu bán không? Không. Chứ giờ chứ bán nhiêu? Không bán gì vậy. Hay giờ con mua 2 triệu luôn. Nói là con chồng tiền liền quá vậy chứ. Khỏi hả? Ồ gì chức nghe tiền cái chức ngồi dậy xong sổn không? Tại ông thích ghẹo chức vui á gì chức. Trời ơi má này bộ gì mà lâu quá vậy. Vì con bóp cái bịch này xuống cho nó xuống lại nha. Để kìm chích vô đi. Để kìm á, chích vô cũng màu lắm. Chích vô lỡ chảy ra rồi sao? Mà đâm trên này nó màu lắm bà Huệ, đó làm tao công quá. Vì con bóp vô nha. Vậy là coi như là mày vô nước biển nữa, mà còn nữa là mày bỏ đó. Hồi đó là Huệ vô cung xong rồi má. Quệ vô tôi vậy á. Uống nước sôi uống đi. Tắt nó bức lắm. Uống đủ nữa bà này thấy tội với Trinh 2 ca. Có gì phụ ra lấy nước giùm bà. Thôi à, tôi uống thuốc phụ bà nghe. Tới lát rồi tôi mới tiền đó. Rồi, bà ra chị mà trả tiền tôi đó. Đó giờ cô thấy ai mà giữ giống gì nè ông cô?